Bim bim, potato chip. Bánh mì xúc xích. Hot dog. Khoai tây chiên. French fry. French fry. Hamburger. 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 Nhà hàng. Nhà hàng restaurant. Đường ớt. Chili sauce. Chili sauce. Buổi trưa. Lunch. Cắn. Bite. Chọn lựa. Choose. Thưởng thức. Cái gì ạ? Thưởng thức. À, enjoy. Đặt hàng. Order. Thử. Try. No. Full. Đói. Hungry. Ăn ở nhà. Eat it. Tiệm. Eat out. Okay. Out. Rồi, viết bài cho anh nữa. Có ý tưởng gì chưa? Anh em chưa, bắt buộc phải ở ngoài nhé. Chứ ngoài ở nhà được. Hôm nay tôi ăn trưa ở ngoài. Hôm nay tôi ăn trưa ở ngoài. Ok. Tôi chọn một nhà hàng gần đó. Tôi chọn một nhà hàng nổi tiếng đi. Hay là ở gần đây nhỉ? Tôi chọn một nhà hàng gần đây. Gần trường tôi đi. Gần trường tôi. Tôi order một đĩa khoai tây chiên. Tôi đặt một đĩa khoai tây chiên. Một bánh mì kẹp. Thế liệt kê ra thế à? Bạn tôi đi. Cho đi với ai đi? Đi với bạn. Kẹp với ai đi? Bạn tôi. Này, hôm nay tôi và bạn tôi đi. Tôi và bạn tôi. Tôi này. Gần nhà thì bây giờ thì gần trường nó sẽ không hợp lý nữa. Rồi, tôi chọn khoai chiên. Bạn tôi đặt một chiếc bánh sandwich, bánh mì kẹp à? Bánh mì kẹp. Bánh mì kẹp các cái thứ của mình ấy. Bà tê, rồi xúc xích, rồi thịt, thì đấy là bánh mì kẹp. Bạn tôi đặt một bánh mì kẹp. Thêm nhiều tương ớt. Nhiều tương ớt nhé. Chúng tôi gọi hai ly Coca. Chọn được từ khác được không? Gọi thì chọn. Chúng tôi uống thêm à? Đây hai cái này đều là đặt à? Chọn động từ khác đi này. Gọi thêm. Thêm thì cũng chỉ order thêm thôi. Đúng là order hết đi. Còn từ gì, động từ gì đúng nhỉ? Đây. Bạn tôi chọn thì em lại dùng trên rồi. Chọn
Rồi thì đây nhé, chúng tôi đến một nhà hàng gần nhà nhé. Chúng tôi đến một nhà hàng gần gần nhà 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 tôi gần trường. Tôi chọn này, Tôi gọi. thằng bạn tôi chọn đó, xong rồi chúng tôi gì bây giờ không chọn lựa, không có cái từ gì khác này, tiếng Việt còn từ gì nữa, Gọi mình hay tiếng Việt thì hay gọi gọi chứ em order đấy, thêm thì đấy thì tiếng nó Việt vẫn là order thôi nhưng mà nghĩ rằng tiếng Anh nó lại vẫn là từ order. Thôi được rồi, bên trên chúng tôi gọi cái gì, coca để không còn chữ thưởng thức nữa nhỉ. sau đó chúng tôi thưởng thức cái bữa trưa cùng nhau thôi, Thì hết à? nghĩ thêm nữa chứ tạm thời nó ra, sau đó chúng tôi thưởng thức bữa trưa cùng nhau. Rồi bây giờ vẽ voi, vẽ vẽ hoa, vẽ lá gì cho nó đủ đi nào. Còn từ đói, từ no nữa. Đúng rồi. Thôi được rồi, anh sẽ cho thêm con này. Buổi trưa tôi cảm thấy rất đói này. Xong rồi tôi rủ bạn tôi đi ăn trưa ngoài nhá. Anh sẽ cho tự rủ. Đó. Nhà hàng gần trường, có mô tả cái nhà hàng này tí không? Nhà hàng này thì Nhà hàng nó to hay nó đông hay nó nổi tiếng gì đấy? hàng này thì Chúng tôi là khách quen ở nhà hàng này chẳng hạn. Nhà hàng này sao, mô tả đi. thế thì khá nổi tiếng đi, hoặc là đồ ăn khá ngon à? À, đồ ăn khá ngon thì em phải có động từ nhá. Nếu em chọn cái nào thì chọn xem theo đó mà sẽ chọn. Nhà hàng này khá nổi tiếng đi. Nhà này khá nổi tiếng. À. Rồi thế thì bây giờ khi no đi, no thì Sau khi ăn no, chúng tôi sau khi ăn no, gọi sau khi thêm no cho em à. Sau đó chúng tôi gọi thêm coca và tráng miệng bằng ơ một từ tráng miệng thì chưa chưa cố gắng đừng dùng, với sau này nó có bài nhà hàng dùng riêng từ tráng miệng sau. ăn xong chúng tôi gọi thêm Khi no đi, nào. tức là khi chúng tôi no đấy, chúng tôi Ăn thử thử đi, ăn thử kem 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 mới của nhà hàng thương. nó thực sự rất ngon. Ừ, cũng được, nó thực sự rất ngon. Ok. Thế là hết được rồi nhỉ? À, hình như hơn 10 câu đấy. 2, 4, 6, 8. Ờ, đúng 10 câu đẹp. Rồi, dịch cho anh từng câu một nào. Feel hungry. Buổi trưa là gì? Lunch. Lần đầu vào buổi trưa là nôn chứ. Ăn được. Feel Rủ ai làm gì là ask somebody to do something, tức là ask somebody xong đến động từ nguyên thể có to. I ask
bạn My tôi. friend à? My friend. Eat lunch, have lunch. Nào động từ thứ hai, to do something. Do. Dùng vào do luôn anh, to do luôn à? To do là do something, to do something kiểu của động từ. Còn to do something thì động từ mình để có to, tức là em lấy cái động từ thì em thêm to vào. To have lunch. To have lunch. Ở ngoài là eat out, eat out. Làm sao? Out rồi em ghét động từ mà làm sao? Cái gì cái gì? Out, out thôi. Ít nhất là have lunch out, nhưng mà cái cụm đi ra ngoài ăn trưa người ta sẽ dùng là go out for lunch. Go out for lunch. Em ra ngoài ăn trưa. We are come. We are come. We come a restaurant. Come là cái gì? Came. Không, anh hỏi từ come là cái gì? Đến. Về gì? Không nhớ không? VT. Come là VT. Học suốt bài một rồi, à, suốt bài tạo câu rồi mà come là VT. VI. Come là VI, sau VI phải đến giới công danh chứ. Em muốn đến gì nhỉ? Nhà hàng ấy thì em phải dùng giới từ, xong em đi cái nhà hàng đấy chứ. Quá trời. Đây này, come là VI này. Thì bây giờ em muốn có cái danh từ là nhà hàng thì em phải có giới. Thì sau các động từ chỉ chuyển động, giới từ thường của nó là giới từ to, tới đến ấy. To. Đi học là gì? Em dùng go to school đúng không? To đó, restaurant. Các động từ chỉ chuyển động thì cái giới thường sẽ là giới từ chỉ hướng, là giới từ to. We come to restaurant. Một nhà hàng. A restaurant. Có cho từ đồ ăn nhanh vào không? Nhà hàng đồ ăn nhanh ở gần trường được. Cũng được. Rồi nhà hàng đồ ăn nhanh sẽ là gì? Dịch từ phải dịch ngược lại nhé. Fast trước, trong sau, sau fast trước. Food restaurant. Đúng rồi, a fast food restaurant. Near school. Near school. Oh, near school. Nhà hàng này khá nổi tiếng. Tiếng là famous, tính từ. Nó tính từ. The restaurant. The restaurant. Famous. Gì? Famous á? Có được không? Câu này là câu mấy? Thấy anh hỏi động từ đâu? Câu. The nhà nhìn câu tiếng Việt is rồi, is famous. Thế từ khá là gì, chẳng từ mức độ có nhớ là gì không? Nhóm cùng nhóm very rất khá ít dùng nên chả nhớ. Này quài nó giống very ấy. Đặt nó ở đâu? Is quite famous. Là một điểm quay trên chiên. I order một đĩa gì, nó giống như nó là một cái lượng từ, sau này em sẽ học sau. Một đĩa sẽ là a dish of, a lot of, rất nhiều cái gì. This kilo à, cân gì đấy, miếng gì đấy, pizza, French fry, French fry với xử lý French đàn. Fry xử lý xuống nhiều ấy, French fry nhiều. My friends order a sandwich. My friend order
sandwich with nhiều này dùng từ many đi được không? Gì nhỉ? Many. Khi mà dùng very không từ từ để nói. Khi dùng từ nhiều ấy sẽ có hai từ là từ many với danh từ c, much sẽ đi với u. Đó, hai từ này là tính từ nên đều nghĩa là nhiều. Đây sẽ tương ớt này là u c. Tương ớt luôn. Tương ớt. Nhớ không? Tương ớt anh hỏi ví dụ luôn. Thế em tự đoán nó là u c. Đếm được không? C là đếm được, u là không đếm được. Thế em tương ớt đếm được. U. Đúng không? Thế thì dùng với u với many and much. Much. Còn nếu mà em không biết là dùng nó là u c thì dùng a lot of này thì nó đi với cả c cả u. Cái này cũng là lượng từ kiểu addition. Nhưng mà thôi cứ dùng cái cơ bản trước đi cho nhớ mấy cái cơ bản này. Much chili sauce. Tôi gọi thêm coca. We are. Sao gọi thêm thì em lại gọi. We gọi thêm thì mình vẫn dùng từ order hay là mình. Mỗi order thôi. We order coke. Sau đó là After that, we. Cái này là dấu động danh ấy nhé. Dấu động, thực ra nó là dấu động đại. Nó có giá trị nối ý nên anh cho nó lên đầu câu được. Nó chỉ thứ tự. We. Enjoy. Bữa trưa cùng nhau. Lunch together. Nó là tính từ nhá. Khi no. Khi no. Từ khi là từ nối câu nên là khi no phải là một câu. Tổ chức nó thành một câu. Tiếng Việt thì không cần, tiếng Anh nó phải là câu. The four. Câu thì ví dụ khi no thì có chủ ngữ thực hiện hành động chứ. We. Đúng rồi. Thế đặt cho anh cả câu như nào, when gì? Từ nối, từ khi. Khi là gì ạ? Ô, cái từ nối khi, câu dài vừa học xong. Không nhớ từ nối khi à? Không ạ. Phải học được nhân từ. Từ nối câu phức tạp đó nha. Khi when. When we four. Nó tính từ, anh bảo nó là tính từ, em không hiểu vấn đề tính từ thì nó phải làm sao à? Thế bây giờ tôi no em nói như nào? I'm full. Ai gì? Công an. I'm full. Thế thì chúng tôi no thế khác gì nhau? When we. Cái gì? We are full. Đúng rồi, when we are full. Tạm thời cứ chúng tôi thử thôi. Còn ăn thử thì nó hơi khó, nó hai động từ, anh sẽ nói sau. Cứ dùng cho anh chúng tôi thử đi. We try ice cream, a new ice cream of restaurant. We try new ice cream of the restaurant. Restaurant. Lưu ý
cho anh là khi mà ập này, của này, thì cái danh từ đằng trước luôn được xác định, vì nó đã của cái gì rồi nó luôn được xác định, nên là khi xác định thì nó phải đi với the. The là chỉ danh từ đã được xác định, đã biết rồi đó, nên là sẽ luôn đi với the. Ví dụ con chó của Lan sẽ luôn phải là the dog of Lan, nó thực sự rất ngon rồi. It is very good. Hay cái này chúng tôi gọi thêm thành đội chúng tôi uống Coca nhé. Đỡ phải order hơn nhiều, ba đồng tiền order hơn. We drink. I feel hungry at noon. I feel hungry at noon. I ask my friend to go out for lunch. We come to a fast food restaurant near Shu. The restaurant is quite famous. I order a dish of French fries. My friend orders a sandwich with much chili sauce. We drink Coke. After that, we enjoy lunch together. When are full, we try new the ice cream of the restaurant. It is very good. I feel hungry at noon. I feel hungry at noon. I ask my friend to go out for lunch. I ask my friend to go out for lunch. We come to a fast food restaurant near Shu. We come. I feel hungry at noon. I feel hungry at noon. I ask my friend to go out for lunch. I ask my friend to go out for lunch.
We come to a fast food restaurant near school. We come to a fast food restaurant near school. The restaurant is quite famous. The restaurant is quite famous. I order a dish of French fries. I order a dish of French fries. My friend orders a sandwich with much chili sauce. My friend orders a sandwich with much chili sauce. We drink Coke. We drink Coke. After that, we enjoy lunch together. After that, we enjoy lunch together. When we are full, we try the new ice cream of the restaurant. When we are full, we try the new ice cream of the restaurant. It is very good. It is very good. I feel hungry at noon. I ask my friend to go out for lunch. We come to a fast food restaurant near school. The restaurant is quite famous. I order a dish of French fries. My friend orders a sandwich with much chili sauce. We drink Coke. After that, we enjoy lunch together. When we are full, we try the new ice cream of the restaurant. It is very good. I feel hungry at noon. I ask my friend to go out for lunch. We come to a fast food restaurant near school. The restaurant is quite famous. I order a dish of French fries. My friend orders a sandwich with much chili sauce. We drink Coke. After that, we enjoy lunch together. When we are full, we try the new ice cream of the restaurant. It is very good. Okay. Câu đầu tiên. Bạn cảm thấy như thế nào? Cụ thể hơn tí nữa đi. Bạn có đói không? Buổi trưa bạn cảm thấy thế nào thì nó hay hơn. Để nó sẽ cụ thể hơn. Buổi trưa bạn cảm thấy như thế nào? How do you feel hungry at noon? Tiếp. Tiếng Việt nhá, cho anh một tiếng Việt trước. Alo. Hello.
mạng à? Tất nhiên chúng em mất mạng rồi. Mất điện. Giờ em lại dùng bằng điện thoại rồi. Có mất điện không? Không ạ. Chẳng hiểu sao tự nhiên mất. Em dùng máy tính mà tự nhiên nó mất rồi. Ừ. Chào. Câu 2 hỏi cho anh xem nào. Tiếng Việt chứ. Bạn ăn ở đâu ạ? À không, không được. Tôi cùng bạn ăn ở bên ngoài. Câu tiếng Việt, câu trả lời cũng như là nói gì? Tôi mấy lần mà không hiểu à? Tôi rủ bạn ăn ở bên ngoài. Tôi rủ bạn đi ăn ngoài. Thế bây giờ tiếp tục hỏi là cái gì? Bạn đi cùng ai à? Hay là bạn rủ ai à? Bạn rủ ai đi ăn à? Cũng được. Cái này em hỏi vào đấy cũng được. Ok. Who? Tôi dùng ngữ luôn. Who do you ask? Tiếp. To go out for lunch. Tiếp. Chúng tôi ăn ở một nhà hàng gần trường. Chúng tôi đến ăn là gì? Thì bạn ăn ở đâu à? Đúng rồi, câu đấy cũng được. Nhưng mà câu hỏi khác câu trả lời nhé. Hỏi các bạn ăn ở đâu? Các bạn ăn ở đâu? Where do you ăn ở đâu à? Tụi ăn trưa là gì? Ăn trưa, have lunch. Đúng rồi. Where do you have lunch? Một nhà hàng nổi tiếng à? Nhà hàng đó như thế nào à? When? Như thế nào? When là sao? How do the restaurant? Câu này dùng động từ gì? How is the restaurant? Bạn đã gọi gì à? Gọi gì thôi, đừng có đã. Bạn gọi gì? Gọi gì? What? What do you order? Yep. Thôi có dưỡng tương tự nhá. Vâng. What do you order? Tương tự không có nghĩa được. What do your friends order? Bạn của bạn mà do à? My friend. Your friend. Your friend order. Các bạn uống gì à? Các bạn uống cái gì? What do you drink?
Sau đó các bạn làm gì ạ? Được. Sau đó các bạn làm gì? Ok. Làm gì? What? What? What do you do? Rồi, sau đó nữa. After that. Sau khi ăn các bạn, chúng tôi ăn một que ăn kem à? Thì what do you what do you try try what do you try? Khi bạn nó when we are full. When you full. Phone đặt lại. When you are full. Rồi. Very good. Nó thì rất ngon. Nó như thế nào? Nó là cái gì đấy? Kem. À, tôi hỏi đi. Cho kem hay như thế nào? Kem nó như thế nào? When when hay là nó when you okay được như thế nào, như giống nhà hàng như nào thì kem như nào, đây này câu hỏi như nào sẽ như này, how is the ice cream Rồi anh hỏi này, how do you feel at noon? I feel hungry at noon. How do you feel at noon? I feel hungry at noon. Who do you ask to go out for lunch? I ask my friend to go out for lunch. Who do you ask to go out for lunch? I ask my friend to go out for lunch. Okay. How do you feel at noon? I feel hungry at noon. How do you feel at noon? I feel hungry at noon. Who do you ask to go out for lunch? I ask my friend to go out for lunch. Who do you ask to go out for lunch? I ask my friend to go out for lunch. Okay. Hai câu tiếp này. Where do you have lunch? We come to a fast food restaurant near school. Where do you have lunch? We come to a fast food restaurant near school. Where do you have lunch? We come to a fast food restaurant near school. Okay. How is the restaurant? The restaurant is quite famous. The restaurant is quite famous. Where do you have lunch? I have lunch at come to anh đọc lại đi, anh đọc lại đi. Where do you have lunch? I đến nhà hàng gần trường ấy. We come anh nói come ấy, mấy cái động từ vi chứ sau nó phải có cái gì. We come to the restaurant. Một nhà hàng, a fast food restaurant. A near school. Fast food restaurant. We come. We come to a restaurant near school. Nhà hàng. Ăn nhanh. Fast food restaurant. A fast food restaurant near school. Where do you have lunch?
We come to a fast food restaurant near school. How is the restaurant? How are we? We restaurant quite famous. We restaurant là cái gì đây? We are. Đúng rồi nhỉ? We are gì đấy? The restaurant is quite famous. How is the restaurant? The restaurant quite famous. The restaurant is quite famous. How is the restaurant? The restaurant is quite famous. Ở bốn câu này. How do you feel at noon? I feel hungry at noon. How do you feel at noon? I feel hungry at noon. Who do you ask to go to? Who do you ask to have lunch? To go out for lunch? I ask my friends to go to to go out for lunch. Who do you ask to go out for lunch? I ask my friend to go out for lunch. Okay, go out for lunch. Where do you have lunch? We come to a fast food restaurant near school. Where do you have lunch? We come to a fast food restaurant near school. Oh, how is the restaurant? The restaurant is quite famous. How is the restaurant? The restaurant is quite famous. Okay. Câu 56 nhìn vào này. What do you order? I order a dish of fry, a French fry. What do you order? I order a dish of French fry. French fry. French fry. I order a dish of French fry. What does your friend order? My friends order a sandwich with much chili sauce. What does your friend order? My friend orders a sandwich with much chili sauce. Lần nữa đi, cho nó chui. What does your friend order? My friend orders a sandwich with much chili sauce. What do you order? I order a dish of French fry. What do you order? I order a dish of French fry. What does your friend order? My friend order a sandwich with much chili sauce. What does your friend order? My friend orders a sandwich with much chili sauce. Okay. What do you drink? We drink Coke. What do you drink? We drink Coke. What do you do after that? After that, we enjoy lunch together. What do you do after that? After that, we enjoy lunch together. Okay. What do you drink? We drink Coke. What do you drink? We drink Coke. What do you enjoy? After that, we enjoy. What do you do after that? Sorry. After that, we enjoy together. What do you do after that?
After that, we enjoy together. Enjoy cái gì? Enjoy lunch chứ, thưởng thức bữa ăn. Enjoy lunch. Enjoy lunch together. What do you do after that? After that, we enjoy lunch together. Okay. Hỏi 4 câu. What do you order? I order this French fry. A dish of? I order a dish French fry. A dish of? Nó giống a lot of ấy. À nhỡ. A dish of? I order a dish of French fry. What does your friend order? My friend orders a sandwich with much chili sauce. What does your friend order? My friend orders a sandwich with much chili sauce. Một lần nữa đi. What does your friend order? My friend orders a sandwich with much chili sauce. What do you drink? We drink Coke. What do you do after that? After that, we enjoy lunch together. I go boy. What do you try when you are full? When we are full, we try the new ice cream of the restaurant. What do you do when you are full? When we are full, we try the new ice cream of the restaurant. What do you do? What do you try when you are full? When we are full, we try the new ice cream of the restaurant. How is the ice cream? It is very good. How is the ice cream? It is very good. Okay. What do you try when you are full? when we are full, we try the ice cream of the restaurant. What do you try when you are full? When we are full, we try the new ice creams. Ice cream. We try the new ice cream of the restaurant. How is the ice cream? It is very good. How is the ice cream? It's very good. Okay. Hang on, I thought you were going. How do you feel at noon? I feel hungry at noon. Do you ask to go out for lunch? I asked my friend to go out for lunch. Who do you ask to go out for lunch? I asked my friend to go out for lunch. Where do you have lunch? We come to a fast food restaurant near school. Where do you have lunch? We come to a fast food restaurant near school. So
school. How is this, the restaurant? The restaurant is quite famous. What do you order? I order a dish of French fry. What does your friend order? My friend orders a sandwich with much chili sauce. What do you drink? We drink Coke. What do you do after that? After that, we enjoy lunch together. What do you do when you are full? What do you try when you are full? When we are full, we try the new ice cream of the restaurant. The ice cream. It is very good. Rồi cái chuyện anh nghe nào. I'm hungry. I feel hungry at noon. I ask my friends to go out for lunch. Chúng tôi ra ngoài ăn này. The restaurants. Why do you have lunch? Cậu mày quên đi, đến cửa hàng. We come to a fast food restaurant near school. The restaurant is quite famous. I order a dish of French fry. My friend orders sandwich with much chili sauce. We drink Coke. After that, we enjoy lunch together. When we are full, we try the new ice cream of the restaurant. It is very good. I'm feel hungry at noon. I ask my friend to go out for lunch. We come to a fast food restaurant near school. The restaurant is quite famous. I order a dish of French fry. My friend orders a sandwich with much chili sauce. We drink Coke. After that, we enjoy lunch together. When we are full, we try the new ice cream of the restaurant. It is very good. Rồi anh hỏi thêm một số câu nhé. Nghe trả lời này.
Không hỏi. When do you have lunch? Khi nào bạn ăn á? Where do you where? À where, ở đâu à? Ờ có trong bài mà. We come to the restaurant. Near school. Near school. So do you feel hungry? Yes. I'm hungry at noon. Thế bây giờ anh hỏi này, em chỉ cần là yes I am, no I am not là được không? Yes I am. How do you feel at noon? I feel hungry at noon. What do you ask your friend to do? I ask friend to go out for lunch. For lunch. Okay, for lunch. Is the restaurant famous? Yes. The restaurant is famous. Chủ ngữ trợ động từ nào cho con? Just now, just it is. Now it isn't. Thì cái đó. Just it is. Yes, it is. How is the restaurant? The restaurant is quite famous. What do you order? I order a dish of French fry. What does your friend order? My friend orders a sandwich with the much chili sauce. Who order a sandwich? My friend. Nếu hỏi về chủ ngữ như vậy thì em sẽ cho anh trả lời chủ ngữ với trợ động từ nhé. Ví dụ như trong hợp này là my friend does. My friend does. Does, do that. À, da. My friend does. 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 My friend does. What do you order? My friend does. No, anh hỏi what do you order? Con đổi rồi. What do you order? My friend orders. Now do you? I order a dish of French fry. Do you drink Coke? Yes, I do. Do you drink orange juice? No, I don't. So, do you eat ice cream? Yes, I do. I just did that. Yet it's here. No, hang on. Do you eat ice cream? You là bạn hoặc là các bạn tùy em trả lời thôi. We hoặc là ai tùy. Just I am. Nhưng mà phải do dùng động từ eat mà. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. What do you try when you are full? We try the new ice cream of the restaurant. How is the ice cream? Is the ice cream good? Yes, it is very good. Yes, it is very good. Okay, rồi thôi thì không nhá. Vâng. Okay. Bye.